Hello anh em, hôm nay thì mình lại về một mẫu smartphone mới nè. Nó tên cụ thể là Snapdragon 5G, chạy con chip Qualcomm Snapdragon 690. Ngày trước thì anh em không biết là còn nhớ không về cái mẫu đó là Fujitsu Aura Wii. Mình đã mua được cái chiếc máy đấy từ một cái shop rất là quen thuộc, đó là Thế Giới Đồ Nhật Japan. Và với cái con chip đó thì qua cái bài test cũng như là bài check của mình ở trên Google á, với cái con chip Snapdragon 690 này so với lại cái con chip Snapdragon 480 thì gần như là nó tương đương nhau, chẳng có gì khác biệt cả. Nhưng mà không biết là ông Qualcomm ông đẻ ra hai cái mẫu chip tên gọi khác nhau thì có cái điểm gì khác hay không. Thế nhưng mà về điểm số thì mình thấy rằng là nó tương đương nhau. Cùng với đó thì nó cũng gắn luôn cái modem 5G nhá. Đúng nào, hai mẫu chip giá rẻ, tên gọi khác nhau nhưng mà điểm số thì giống y đúc. Đó, chơi nhau có 1% thôi, mà 1% thì 690 5G là nó sẽ hơn nhé. Đúng nào, đấy là mình check được ở trên một cái website, đó là Nano Review. Anh em có thể xem ở trên Google nhé. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ thử xem là cái mẫu máy này, cái giá của nó thì cũng không chênh nhau nhiều đâu. À đây, mình cho anh em xem về cái giá của nó nhé. 1480 với cái loại B, đó, mình chọn là màu xanh lơ này. Còn cái loại A thì là 1620. Và trong cái phần mô tả của shop thì có giới thiệu rằng là cái loại sản phẩm mới trên 95%. Loại B thì chắc là kém hơn. Nhưng mà thôi, một vài những cái thông số này thì lát nữa mình sẽ show sau nhé. Chúng ta sẽ đến với mở hộp luôn đi. Mình cũng đang háo hức về cái sản phẩm này. Rồi, bên trong bọc bóng này có củ sạc. Nguồn ra của nó là 5V 1A, rất là kém. Cùng với đó là một cái cáp sạc Type-C, phiếu bảo hành. Rồi, đến nhân vật chính ở đây. Ngoại hình của máy này. Ồ mà chiếc máy này kiểu gì, như kiểu bị long pin vậy. Không biết là anh em có nghe thấy không, nhưng mà nó cứ cọc cạch. Đúng pin ở bên trong bị lỏng thì phải. Đó, và với cái chiếc máy này thì nó còn vẫn đang mở nguồn này. Vẫn đang mở nguồn luôn. Độ sáng thì hơi kém. Đấy, mình mở mắt lên này. Ok, chúng ta sẽ vào check một vài những phần thông tin. Màn hình của chiếc máy này thì vẫn còn khá là sáng đẹp. Gần như là nó đồng đều nhau nhé. Mình không hề nhìn thấy những cái vết ám ố đâu nhé. Màu rất là trong và đẹp. Nhưng mà độ sáng này như mắc rồi, nên là nó hơi bị rực. Rồi, chúng ta sẽ nhìn thấy một vài những phần thông tin ở đây. Giới thiệu về điện thoại. Tên là Aquos Sen 5G, chạy trên phiên bản Android 11. Email của nó chỉ có một, nên là chỉ gắn được một SIM nhé. Một vài những cái phần thông tin về bộ nhớ. Đây, tổng là 64GB, RAM của nó là 4GB nhé. Về cảm ứng này, mình test luôn. Rồi, cảm ứng thì vẫn mượt mà ngon lành. Màn hình của nó thì gần như là không có vết xước nào đâu. Đó, rất là ít xước nhé. Hình như là mình có thấy một cái vết nhỏ góc này, rất nhỏ thôi. Về phần ngoại hình như thế này thì mình đánh giá nó rơi vào tầm khoảng là 93%. Đó, 93%. Sẽ chỉ có duy nhất một cái vết cấn ở phía bên dưới này thôi nhé. Mặt lưng đằng sau thì đã có một vài những cái gọi là vết lún này, lún rất nhẹ thôi. Và những cái phần xước ở cụm cam này, đó, xước răm rất nhỏ. Một cái phần nữa mình có để ý ở phần loa thoại. Cái màng loa thoại của nó thì không được đều, giống như kiểu là đã tháo ra vậy. Rồi, còn về camera, ống kính của nó là có 3 ống kính. 3 ống kính này thì thông số như thế nào mình cũng chưa rõ. Ở đây anh em có thể nhìn thấy này, trang bị 2 camera sau có thông số là 12MP và 8MP, khẩu độ f2.0 nhé. Nhưng mà ở đây thì mình nhìn thấy 3, hình như là có một cảm biến thì phải. Đó, viên pin thì là 4570mAh, RAM 4GB, ROM 64, chip lõi 8690, Adreno 530 này. Cam trước thì không thấy có nói nhỉ. Tần số quét 120Hz, tấm nền XO, với sáp thì luôn là tấm nền XO và độ phân giải thì cũng khá cao. Bình thường ra thì trong tầm này chúng ta có thể mua được Sharp Pro 2, màn 2K, rồi thì tần số quét cũng là 120Hz. Nhưng mà với cái chiếc máy này thì màn hình của nó là Full HD cộng nhé. Rồi, về phần quay camera mình sẽ thử ghi âm một đoạn ngắn xem là chất lượng thu âm của nó ra sao. Rồi, nghe vẫn khá là to, nhưng mà thu hơi nhiều tạp âm nhé. Về camera selfie phía trước này. Trong cái phần chuyển cảnh ấy thì mình thấy rằng là nó cũng không được nhanh cho lắm đâu. Lại này. Đây. Trên cái thiết bị Snapdragon 5G này thì mình thấy rằng là độ chi tiết của nó cũng tốt đấy. Và nó cả da cũng khá là đều. Nói chung là chất lượng thì ở mức khá. Thông qua cái màn hình view của mình là như vậy. Ok không nào? Rồi, ở đây thì mình sẽ tiến hành là mình gắn SIM vào. Chúng ta sẽ tiến hành thử gọi điện trên thiết bị này xem sao nhé.
Về cái phần khay sim thì chúng ta có thể cậy ra được rất là dễ dàng. Mình lại quen thói là lấy cái que chọc sim rồi. Nhưng mà với cái phần khay sim ở trên thiết bị này, chúng ta sẽ chỉ cần là rút ra thôi. Nó sẽ gắn được là một sim và một thẻ nhớ nhé. Với phần khay này thì hoàn toàn là bằng nhựa thôi. Đó, khi chúng ta lắp sim vào, nó lại khởi động lại. Với những cái chiếc máy kiểu khởi động lại sau khi mà lắp sim như thế này khá chán luôn. Đó, chúng ta có thể ngắm nhìn lại nhé. Ở phía bên trên này là cũng có một cái vết cấn nhỏ này. Đó, vết cấn khá nhỏ thôi. Trên chiếc máy này chúng ta sẽ có một cái vân tay ở phía trước màn hình như này. Mình lúc đấy là mình chưa thiết lập. Bây giờ thì mình sẽ vào phần cài đặt và thiết lập thử xem. Do cái phần tiết diện của nó khá bé nên là chúng ta sẽ thấy rằng là cái tốc độ mà nó nhận diện cũng không thực sự nhanh cho lắm. Tốc độ của nó này, nói chung là cũng ở mức khá. Ở phía bên trên này thì nó có một cái nút nhỏ, mình cứ tưởng là nút nguồn cơ nhưng mà không phải. Phía bên cạnh rìa phải của nó, chúng ta sẽ có nút nguồn ở bên dưới này. Đây là nút gì ấy, hình như là nút chụp ảnh. Đó, và nút tăng giảm âm lượng thì tiết diện của nó cũng bé và ngắn nhá. Nên là khi mà chúng ta bấm ở đây thì nó cũng không thực sự là rành mạch. Bên cạnh trái thì chúng ta sẽ chỉ có đó là cái phần khay sim thôi. Phía bên dưới thì là cổng Type-C cũng như là loa ngoài của nó, nhưng mà loa ngoài thì khe khá bé. Nên là mình nghĩ rằng chất lượng của nó cũng sẽ rất là bé nhé. Lát nữa chúng ta sẽ thử test xem. Và đây là cái phần mic thoại này. Bên trên thì sẽ là jack tai nghe 3.5, cùng với đó là một cái mic nữa. Ok nào. Rồi. Và trong cái phần này chúng ta sẽ tiến hành là gọi điện 900 này. Cái phần loa thoại của nó nghe khá to luôn. Đó, mức âm lượng khá to. Còn về cảm biến tiệm cận thì cũng rất là nhạy nhá. Khi mà mình mở loa ngoài lên thì mình cảm thấy rằng là nó chỉ hơn cái phần loa thoại một chút thôi, không nhiều đâu. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử bắt wifi, rồi thì tiến hành là nghe phần loa ngoài xem sao nhá. Ồ, bắt wifi ở đây thì mình thấy rằng là nó có một cái thông báo là kết nối giới hạn, khá là khó hiểu. Bên trên này thì chúng ta vẫn nhìn thấy có một cái biểu tượng đó là wifi nhá. Trong khi thì những chiếc máy khác thì vẫn bắt được. Mình đang chưa hiểu cái wifi của nó bị giới hạn là sao đây. A few moments later. Và rồi cuối cùng thì mình cũng đã tiến hành là bắt được wifi ở trên thiết bị này rồi. Sau tầm khoảng là chục phút. Đó, ban đầu thì là do cái giờ. Đó, giờ trên thiết bị này là ban đầu nó bị sai. Và mình cũng đã thay đổi giờ. Thế nhưng mà bắt vẫn không được. Tiếp theo là mình mới khởi động lại máy thì nó mới bắt. Ok nha anh em nhé. Đó, và nếu mà anh em mà nhận máy về thấy cái hiện tượng này thì anh em có thể là tiến hành như vậy. Ok không nào? Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào YouTube. YouTube ở đây, nhạc EDM không bản quyền này. Ồ, xem trên YouTube mới nhất, mình lại phải tiến hành cập nhật mới rồi anh em ạ. Đây về phần âm thanh này. Loa ngoài của nó khá là nhiều check nhá. Bass thì gần như là không thấy đâu. Về cái phần âm lượng ấy thì ở mức là trung bình khá. Đó. Nói chung tổng quan là âm thanh cho ra không hay, check nhiều quá nghe hơi chói tai nhá. Vậy là mình cũng đã sơ qua với anh em về tất cả những chức năng của cái chiếc máy Sharp Sen 5G này. Nói chung là về ngoại hình thì rơi vào tầm khoảng là 93%. Và tất cả những chức năng của nó thì đều hoạt động tốt, lắp được một sim. Loa thoại thì nghe khá to, còn loa ngoài thì ở mức trung bình khá, nói chung là cũng ổn thôi, không hay. Về thiết kế thì anh em có thể thấy là so với lại Fujitsu Arawi thì cái phần đây, cái phần giọt nước ở bên trên của nó thì khá là bé nhá. Với Fujitsu Arawi thì nó sẽ bè bè, to hơn. Còn trên chiếc máy này thì bé hơn. Nói chung là về thiết kế mình thích ở trên chiếc máy này hơn nhá. Cũng như là nó có một cái phần cụm cam này nó đẹp hơn. Và cái ngoại hình của chiếc máy kia không biết là kim loại hay là bằng nhựa, nhưng mà trên chiếc máy này thì là kim loại nhá. Hoàn toàn bằng nhôm, nên là chúng ta sẽ có một vài những cái đường vạch anten này chạy. Đó, chạy khắp luôn đấy. Và cái tốc độ bắt wifi ở trên thiết bị này thì cũng rất là nhanh, vuốt đến đâu là chạy đến đó luôn. Trải nghiệm với 120Hz thì khá là ok rồi, thoải mái. Nhưng mà về hiệu năng thì mình chưa có bài test. Cũng như là có một cái vấn đề trên chiếc máy này, đó là đó, cọc quạch. Không biết là anh em có nghe rõ không? Mình giơ lên này. Vấn đề này chắc chắn là do pin rồi. Shop thì tháo lắp cái chiếc máy này không ổn lắm nên là nó bị cọc quạch như vậy.
chẳng biết là đã thay những gì ở trên thiết bị này. Anh em có những nhận xét gì thêm về Sharp Sen 5G hay không thì có thể là comment bình luận ở phía bên dưới video cho mình nhé, để mình có thể là test chi tiết hơn. Và chắc chắn rằng trên thiết bị này thì mình cũng sẽ test game rồi. Anh em có thể hóng ở trên kênh Gà Test Game nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Vậy thì chiếc máy này nó sẽ chỉ cập nhật lên cái phiên bản Android cao nhất, đó là Android 11 thôi. Thế nhưng mà nó cũng được cái là nó sẽ có những cái cử chỉ vuốt tràn cạnh ngon hơn là so với lại một vài những cái mẫu máy của nhà Sharp, ví dụ như là Sharp R1 hoặc Sharp R2. Về chip thì có thể là không bằng đâu, thế nhưng mà về những cái trải nghiệm thì nó sẽ ngon hơn nhé. Bởi vì Sharp R1 hoặc Sharp R2 thì nó sẽ chỉ cập nhật lên phiên bản Android 9 được thôi. Còn chiếc máy này thì đã có phiên bản Android 11. Và tiếp theo là trên những cái mẫu máy của nhà Sharp ấy, thì nó sẽ có thêm những cái tính năng tiện ích ở Quad. Nó rất là hay, thế nhưng mà thực tế ra rằng là khi mà chúng ta truy cập vào thì hầu hết là nó có tiếng Nhật nhé, nên là cũng hơi khó xài. Mặc dù thì ở những cái phần giới thiệu là hoàn toàn bằng tiếng Việt. Và được cái là so với lại chiếc Fujitsu Arawi lần trước là chúng ta thấy chiếc máy này thì tiếng Việt gần như full rồi. Chứ còn trên chiếc Fujitsu Arawi là gần như nó full hoàn toàn bằng tiếng Anh, đúng không nào? Và trong cái phần hiển thị ở đây là chiếc máy nó có thể tùy chỉnh được cái phần ánh sáng nhé. Hiện tại thì đang ánh sáng xanh khá là nhiều luôn. Mình sẽ kéo này, làm giảm cái ánh sáng xanh tác động có hại đến mắt của chúng ta. Nói chung là cái trải nghiệm này thì không phải là trên chiếc máy nào cũng có đâu. Và tiếp đó là video HDR. Đấy, có thể bật được HDR nhé. Thế nhưng mà tiếc một điều rằng là trên chiếc máy này chúng ta sẽ không có, đó là double tap để mở sáng. Nhưng mà bù lại là nó có cảm biến vân tay ở mặt trước, nên là chúng ta chỉ cần chạm nhẹ thôi là nó sẽ mở sáng màn hình luôn. Nhưng mà màn hình thì thường là chúng ta sẽ thấy rằng tiết diện của nó thì sẽ rộng hơn, nên là chạm thì nó sẽ dễ hơn, đúng không nào? Chứ còn mỗi khi mà chúng ta muốn mở sáng màn hình, chúng ta lại cần phải là chạm đúng vào cái phần vân tay thì nó cũng hơi bất tiện một chút. Đó là về phần trải nghiệm của mình với chiếc máy này. Nói chung là nó cũng có khá là nhiều những cái tính năng khác nhau. Anh em có những cái cảm nhận gì thêm có thể comment bình luận ở phía bên dưới nhé.